các bạn, hôm nay tiếp tục đến với chương trình nấu ăn dành cho mùa chống dịch cho các bạn mà thất nghiệp ở nhà lúc mình không có tiền nè, mà khoảng 4 người ăn ha. 4 người ăn, hôm nay mình sẽ bạn giới thiệu các bạn đến những món sau đây. Thứ nhất, đặc biệt là hôm nay mình sẽ làm món chính là món trứng cút chiên nước mắm nha các bạn. Trứng cút chiên nước mắm rau răm. Trứng cút thì sáng mình đi chợ nè, 50.000 ít, có 5.000 chục à. Mình mua 4 chục, 20.000 trứng cút. Hành lá để nêm canh. Món thứ hai là canh. Canh rau dền ha. Canh rau dền nấu với mớt. Canh rau dền mớt. Món thứ ba, rau muống sần ỏi. Các bạn thấy đây không? Thấy món gì không? Đây, nguyên liệu của mình đây. Món thứ nhất, trứng cút chiên nước mắm. Món thứ hai, canh rau dền mớt. Món thứ ba, rau muống sần ỏi. Đây là rau răm. Hành lá. Một củ tỏi. Và cái ớt. Tổng thiệt hại của buổi đi chợ của mình á, tiền rau là 25.000, trứng cút 20.000 nữa là 45.000. Gì đúng không ta? 45. Và mình cho nó phụ gia gia vị nữa là 60.000 nữa nha. Bữa nay mình sẽ làm một bữa cơm trưa. Mình đang đi trực, mình sẽ làm một bữa cơm trưa dành cho 4 người ăn nha các bạn. Rồi sau đây là mình sẽ đi chuẩn bị cái phần thơm rau cải, rồi mình sẽ chuẩn bị hết nha. Và trứng cút, trứng cút bây giờ là mình sẽ luộc trứng cút, xong rồi mình sẽ chiên cho trứng cút giòn cái vỏ ngoài. Mình sẽ luộc và mình lọc nha. Rồi chào các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành làm những công việc ở đây. Chào mình xíu nha. Rồi hồi nãy giờ quần quật rửa rau, lặt rau muống. Đặc biệt á, y như cô Cám hồi xưa, cô Cám muốn đi chơi là phải lựa đậu, còn giờ tôi chiều tôi muốn đi chơi tôi phải luộc trứng cút rồi lột trứng cút. Rồi thì tiếp theo để chuẩn bị cho món ăn bữa trưa hôm nay là cái phần mình chuẩn bị từng món nha các bạn. Mớp, các bạn sẽ dọc mớp, mớp hương ha. Đối với cái món này thì mình nấu mớp khía. Các bạn biết mớp khía không? Mớp khía sẽ là rất là ngon và ngọt, nhưng mà hồi sáng đi chợ không có mớp khía nên mua mớp hương. Tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Có người thì thích ăn mớp hương, có người thì thích ăn mớp khía. Mình còn nhiều cái món, nói chung là ăn cơm cũng có, mà để ăn chơi cũng có, mà ăn nhậu cũng có. Cho nên các bạn có coi thì like và share để ủng hộ mình, và kèm theo là các bạn có thể yêu cầu mình làm món nào hay chế biến món gì đó ha các bạn ha. Và sau đây mình bắt lại là bữa cơm trưa của mình, 4 người. Bữa cơm đạm bạc, và món chính trong cái clip của mình hôm nay là món trứng cút chiên nước mắm rồi các bạn. Còn tỏi là mình để mình xào rau muống. Xào rau muống cho nên các bạn không cần phải đâm cái bằng cho nhuyễn gì hết á. Tỏi chín ăn rất là ngon. Đây là công tác chuẩn bị nha các bạn. Và mong là buổi trưa hôm nay các bạn sẽ có một bữa cơm rất là ngon. Mình còn một vài món mình thường tổ chức mấy cái buổi tiệc ở nhà. Mình đa số mình thấy các bạn mình tới ăn và
là lúc nào cũng hết á. Và mình còn cái món cơm chiên cá mặn nữa. Các bạn thường ra tiệm mà các bạn kêu cơm chiên cá mặn hay là cơm chiên hải sản gì đó. Mình còn một món đó để hôm nào mình thực hiện cho các bạn xem ha. Tỏi chúng ta cho một chén. Mình cần một ít thôi, một ít mình làm nhuyễn để cho chút mình làm cái món trứng cút chiên nước mắm. Và tiếp theo là hành lá. Hành lá là cái món để giúp cái món trứng cút chúng ta ăn ngon nè. Hành lá thì các bạn sẽ cắt nhuyễn nha. Lần trước cái món tóp mỡ kho sả các bạn có làm ăn được chưa? Lên kênh của anh mình đi, anh chị mình thường làm những clip những món ăn và có những clip về bên ngành giáo dục đó, cũng như là viết chữ sáng tạo hay gì đó. Các bạn có thể là có con nhỏ trong mùa dịch này ở nhà thì có thể lên đó theo dõi trang và có những bài tập anh chị mình thường để lên đó cho các bạn ôn tập từ khối 1 đến khối 5 ha. Mình sẽ nói anh chị mình thường xuyên up những bài tập lên để cho các bé ở nhà tự ôn tập trong mùa dịch này. Và hành lá bây giờ mình cho vào tô đi nha. Đây là công tác chuẩn bị của mình để chút mình đem canh luôn chứ không phải mình ăn hết như đây hành đâu nha. Rồi, công tác chuẩn bị đã xong. Hành lá, tỏi, rau muống, lọc rồi nè, trứng cút nè. Lọc hết luôn nè các bạn. Rau, còn có. Món canh này mình không có nấu xương thịt gì hết nha các bạn. Mình chỉ nấu với tâm khô thôi à. Nấu với tâm khô thôi. Tại vì mình nói sao, hồi sáng thì mình đi chợ có chưa đầy 60 ngàn nữa. Mà mình sẽ nấu một bữa trưa cho các bạn gồm 4 người ăn ha. Rồi, xin chào, bây giờ chúng ta sẽ cùng lên bếp nha các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn món trứng cút chiên nước mắm. Đầu tiên mình luộc trứng cút, mình lọc trứng cút rồi. Bây giờ các bạn sẽ chiên cho mình trứng cút cho giòn nha. Như là mấy cá viên chiên á, chiên cho giòn cho mình. Chiên vàng đều hết luôn.
Đây là gia vị bột nêm của mình sử dụng trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn để cho nó ráo nha, tại hồi nãy mình còn nước đó, nên nó bị hơi dính tí xíu. Với lại nhà có chảo không dính thì các bạn được chưa? Các bạn nhớ chiên cho nó bạc tí xíu nha. Nó săn cái lớp vỏ ngoài là nó hơi chớm vàng. Anh lát nữa nước mắm nó sẽ thấm đều nha các bạn. Nhìn hấp dẫn các bạn. Rồi sau khi trứng cút đã chín vàng rồi nè các bạn. Bây giờ tiếp theo các bạn sẽ cho lửa lên và phi cho mình một miếng tỏi. Các bạn phi cho mình một miếng tỏi nha, chờ cho tỏi vàng thơm đi. Đó, đây. Trứng cút mình chiên nè, mình chiên xấu quá giống mình luôn các bạn ơi. Rồi khi thổi vàng á, cũng như lần này thịt mỡ pha xả thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Tạm thời các bạn tắt lửa đi. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị ha. Đầu tiên là đường, các bạn cho mình một muỗng đường canh nè, muỗng canh như mình nè, một muỗng đường. Một chút xíu bột ngọt. Các bạn cho mình 2 muỗng nước mắm ha. Và sau đó cho mình một tí xíu ớt bột vào. Tùy theo muốn ăn của các anh chị ha. Có trẻ con ăn thì chúng ta đừng có ớt. Và sau đó chúng ta cho hành lá vào nha các bạn. Chưa chút nêm chanh nữa. Và bây giờ mình bật lửa nhỏ thôi, lửa riêu riêu thôi nha các bạn. Rồi đánh đều các gia vị trên đây lên.
Rồi các bạn tiếp tục quậy đều cho mình. Rồi khi đã sôi rồi á thì chúng ta cho trứng cút vào. 6 muỗng trứng cút vào. Thế sao các bạn? Những món ăn mà chắc từ đó giờ ít thích ăn làm ăn lắm. Các bạn thấy không? Thấy cái màu đó không? Đây. Hành. Đó. Không tàu lên cho các bạn thôi nha. Đó, chạo đều lên nè. Tạm thời mình để ở đây chút nữa mình dọn cái bàn cơm của mình lên rồi mình sẽ chụp hình lại cho các bạn coi nha. Đó, chờ nó sôi đều, nó thấm đều vào đây rồi. Nước nó hơi kẹo kẹo một tí xíu là món chúng ta đã xong. Rồi chút chúng ta trang trí dễ, chúng ta có thể ăn với cà chua, dưa leo hoặc là rau răm nha các bạn. Rồi, vừa rồi là mình thực hiện món trứng cút chiên nước mắm. Thì là mình mong là các bạn sẽ có được cái món ăn ngon và sắp tới các bạn có thể yêu cầu hoặc là mình sẽ thường xuyên để làm những món ăn gia đình lên để cho các bạn theo dõi ha. Cái khúc món thứ nhất, chào các bạn, chúc các bạn thành công ở món trứng cút chiên nước mắm. Hẹn các bạn ở hai món còn lại của buổi trưa của mình nha. Tiếp theo nè, cái món canh của mình nè, hồi nãy giờ mình nêm nếm hết rồi. Tại vì mình sợ cái clip này nó dài quá, cả ba món ăn các bạn coi các bạn chán. Nhưng mà rất là chủ yếu là món trứng cút chiên mắm của mình nha. Khi đã nêm nếm hết rồi, nó sôi rồi. Các bạn cho mớ vào trước nha các bạn. Khi nước sôi nêm nếm rồi các bạn cho mớ vào trước. Hôm nay mình làm cái bữa ăn này á là thứ nhất á là mình hết tiền, thứ hai á là đây cũng như là chế độ của dân tập gym á, các bạn thấy không, chất đạm có trứng cút, rau, chất xơ có đầy đủ hết. Mình chủ yếu là ăn rau nha các bạn, rau càng nhiều càng tốt. Hôm qua mình mới ăn rau luộc chấm kho quẹt rồi, còn muốn kho quẹt nữa nằm quẹt luôn. Rồi chờ mớp vô cho mớp nó chín nha các bạn. Để ra là rất là chín, khi mình bỏ ra lên mình tắt lửa cũng như món canh của mình nó xong á. Nãy mình nêm nếm xong hết rồi, nói chung là hợp cái khẩu vị ăn của mình. Chờ em mớp chín cái mình bỏ ra mà ha. Mình nếm lại cái nữa nè các bạn. Mớt nó ra rất là ngọt. Rồi, mớt nó đã, các bạn để ý nè, mớt cái vòng ngoài nó vừa đục đục khác với bình thường á. Các bạn cho rau vào ha. Đây là rau dền của mình. Các bạn cắt nhỏ nhỏ ra. Rồi các bạn đều rau xuống cho nó đều lên. Đây là bữa cơm đạm bạc. Rồi, các bạn tắt lửa. Cho hành vào cho mình. Rồi
tiếp theo là thêm. Xong món thứ hai các bạn, món mặn có rồi, món canh có rồi, và tiếp theo mình sẽ thực hiện món rau muống xào tỏi luôn nha. Đã là rau muống xào tỏi rồi á thì các bạn nào có nhiều bạn không thích ăn tỏi, đó là cái vị của tỏi nó hôi hay cái gì đó, nhưng mà đối với mình á, tỏi thường cũng người xưa cũng nói ăn tỏi nó trị cho mình nhiều bệnh lắm, cũng như được hô hấp nè, bệnh tim nè, cho nên mình đã là rau muống xào tỏi thì lúc nào mà tỏi cũng phải nhiều cho mình ăn. Ra quán ăn cũng vậy, kêu rau muống xào tỏi nên là mình kêu là cho một dĩa tỏi xào rau muống. Rồi cho tỏi vào, tỏi các bạn đừng để vàng nha, để vàng ăn là ngon luôn. Rồi vừa tới như này các bạn cho ra muống vào cho mình. Chắc làm trong vòng 2 phút. Rồi tiếp theo các bạn cho một miếng thịt ơ. Một tí xíu đường và một tí xíu bột ngọt. Hột đều lên các bạn ơi. Rồi cuối cùng là tắt lửa. Tỏi mềm, rau muống còn xanh, không bắt nào rau muống nha các bạn. Các bạn lâu quá thì rau muống sẽ bị rụt, mềm ăn không bao giờ ngon. Rồi cuối cùng cho một miếng tiêu lên. Rồi, và kết thúc buổi sáng hôm nay, bữa trưa với 3 món: trứng cút chiên nước mắm, rau muống xào tỏi và chanh mướp rau dền. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ nha. Nhớ ăn và cho mình ý kiến của cái bữa ăn của mình nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.